MRCT. Are you ready? Are you ready?
ขอบคุณนะคะป้าบอกว่าใครไปสัญญาอะไรกับพวกมันไว้บ้างรอแล้วจะมีสีสันป้าป้าพี่เห็นเขาส่งมาใส่ให้แนนเหรอตอนไหนแล้วแนนไปบอกเขาให้ส่งเหรอบอกตอนไหนป้ารู้เปล่าพี่ใส่ส่งมาem có chiếc Attila màu đỏ hả? Không có. Em đâu có đi Attila màu đỏ đâu. Em đi Elot trắng. Hello Tiến Dũng. Em bị tông xe. Hỏi hoài. Đổi chân này mới được. Tên thánh em là Maria. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Sao đang theo vô? Sao Padika? Sao Padika? Ăn bánh tráng nướng ở đâu? Ủa? Đúng rồi, chỉ em cái bánh tráng nướng ở Bắc Hải đi, em nghe đồn ngon lắm. Nhưng mà em đi kiếm hoài em không thấy. Em chỉ hay ăn bánh tráng nướng ở nhà thờ Hầm thôi à. Bánh tráng nướng ở nhà thờ Hầm ngon lắm á. Mọi người cứ qua áo ăn thử đi. Bánh tráng nướng em đạo chúa nhìn sao ra đạo Phật vậy trời, đồ ngon chắc đồ ngon. Tối qua bánh tráng nướng ăn với gì ngon? Bánh tráng nướng ăn với súp cua. Bye bye mọi người nha, bây giờ em off rồi. Hai tiếng rồi. Mọi người ơi, trước khi ra bấm follow cho em đi. Cho nên nè, ngày mai sẽ lên chơi với mọi người tiếp, hoặc là tối nay nha. Mọi người nhớ chơi vô chơi với em nha. Ở trên đây nè. Bye bye Alex. Bye bye anh. Bye bye mọi người. Mấy giờ hả? Chưa biết đâu. Khoảng 11 giờ. Tôi em không biết nữa. Em không có chắc chắn là tối nay em có on hay không. Nhưng mà cứ tầm 10-11 giờ thì em on thôi. Nhưng mà em tối em on ít lắm. Em on có 1 tiếng à. Giờ em thích on buổi trưa hơn. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha.
Tại vì tưởng chạy nó nhảy, muốn nhảy vui lắm mà chạy nó nhảy. Để ra. Thế này có sẽ hiểu lầm không? Này là hay không? Tôi người tặng hoa này. Minion. Minion tặng hoa này không? Minion làm gì có tiền? Minion hả? Như con hoạt hình làm gì có tiền đúng không? Con đấy là trong phim gì nhỉ? Kẻ trộm trăng. Ôi thôi để bao giờ 2.000 nhảy tiếp. Mày có 1.700 nhảy mất công lắm. Ra hay không? Đầy bụng. Đầy bụng. Sao? Sao? Ôi, trời ơi, cho mệt. Nhảy đâu, chán. Thôi thôi nhảy lắm, thôi chịu thôi không nào đâu. Mình chỉ làm cho khả năng của mình thôi. Nó con trai lên đảm rồi. Chả cần nói. Nói nhiều chả làm gì. Công nhận nó đơn giản thật đấy. Mình nói nhiều chả làm gì. Trời ơi, làm gì? Mình kiểu tập thể dục một tí. Chán. Thấy mình làm
Cái gì đấy? Hả? Chị có không? À, em là fan. Em fan anh Hữu Công. Không có khi Hữu Công phát đấy, không phải thật đâu nhỉ? Sao ấy? Còn sao ấy đau mắt à? Thì từng bọn nó đau mắt đấy chứ, cộng đau mắt à? Cứ như là lần kia không còn quay mặt tớ ở đâu ấy, cảnh hình như mọi người. Every single lane I make, that there's nothing to see.
cơm. Em đang bị bệnh nên không hát được. Somewhere out there you're thinking of me. Till the day I let you go. Till we sing our next happy. Em đang bị đau mai bao chân nên không cứu được. Till I see you again. Giải pháp dưỡng da trắng mượt đều màu chỉ với 148.000 đồng với công nghệ thông minh tự cân bằng sắc tố da trắng đều màu, da mịn mượt, thịnh rạng rỡ, giúp bạn sở hữu làn da trắng mượt đều màu. 9/10 người thấy rõ hiệu quả kem dưỡng trắng mượt đều màu từ L'Oréal Paris chỉ với 148.000 đồng. Vì bạn xứng đáng. Em biết hát nhưng mà em hát dở.
Sợ cùng người là một người không biết gì và đôi.
đọc máy luôn, đọc máy luôn. Okay.
ngàn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em sợ lắm, em sợ mất thân thôi, em đi đâu em cũng mất thân mình em phải giữ. Em không đi đâu, mình giữ em không đi đâu. Bơi ạ? Em có người đi bơi rồi. Em chưa đi bơi đâu, nhưng em không dám đi bơi với anh, em sợ lắm. Tiếng vậy sao nhưng vẫn chút. Thank you.
We'll be right back.
em kém anh làm gì? Việc gì em nói dối em? Em học trường gì? Em, anh gì nói dối? Phát hiện ra sai em đền 1 tỷ luôn. Em chưa ăn ạ. Hình như là học cái nào đi. Tóc. Mọi người có thấy tóc em đẹp không? Ai khi mọi người khen tóc em đẹp đi. Chảy ở sau chỉ thích khen tóc đẹp đấy nhá. Cảm ơn à. Facebook tối là Hải Yến nha, từ bán quần áo nam. Facebook em là Hải Yến. Mở ngoặc order đồ nam nhá. Mọi người vào ủng hộ em nhá. Em chào anh nhá. Em có, em bán cả giày dép anh ạ. Nói chung là em bán đồ nam, mũ. Nhưng là đa phần là em bán về giày. Em chưa có người yêu. Mới chia tay người yêu.
Không, ngực em là tự nhiên anh ạ. Hỏi em bơ mà. Em sinh năm 95 ạ. Thế mà anh cứ tưởng em mắm không? Ôi mẹ ơi, chúng mình giật nó hỏng. Quần áo của cô rồi. Vòng 1 em 95. Gây mặt ra đây. Chó. Giờ có phòng nhiều cái đang đây. Nè, trên này đúng không? Mới chơi lại chả biết gì. Nè. Cái móng. Trời ơi. Có Tuấn Bò á. Tuấn Bò là ai? Xem này. Tuấn Bò là ai? Vừa thấy cái nick Tuấn Bò á. Là ai? Nó trôi nhanh lắm, không xem nó tí nữa xem, không biết xem. Nào, cứ lợn. Xem mặt mặt bên cạnh này. Không, xem nó xinh quá, không xem được. Xem mặt bạn bên cạnh. Facebook em là Hạ Yến nhờ. Cứ đòi xem bạn bên cạnh. Không xin bạn Yến đâu. Để hôm nay uốn tóc này ngắn nên nhìn đẹp hơn hay là để dài đẹp hơn? Làm xấu. Để dài dài nhìn đẹp. Không cần uốn xoăn quá tại vì tự nhiên mình trẻ hơn, càng bọn mình tươi hay sao. Đúng không? Để như kiểu hôm qua nhìn đấy hơn đúng không? Mọi người chỉ để đi ngủ thôi. Bạn bên cạnh nhá. Kìa bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh rúm ấy. Không nhìn nó đang quay đâu nhá. Em chưa có người yêu anh ạ. Tôi xem bạn nữ gì nữa. Vòng 1 tớ 95 bạn ạ. Kiểu nó nhanh quá nhỉ, chẳng trả lời. Mấy thằng bình luận phiếu với em đẹp thế. Còn vãi. Em Yến có người yêu rồi nhá.
Gì á? Anh rủ đi nhậu. Bạn em nó trêu ấy, em làm gì có người yêu đâu, mới chia tay người yêu đợt cuối năm. Răng trắng. Răng em dùng PS nên là trắng. Em chia tay anh Trường rồi anh ạ. Chia tay từ đợt cuối năm. Yêu được một năm rồi chia tay, em quên anh Trường. Bạn bên cạnh bạn ấy đang đi tắm. Bạn vừa đi tắm rồi. Ê, buông ra cái gì đó. Sao phim hả? Nhìn buông ra thì nhìn nó không có dáng ấy. Nhìn eo nhỉ? Cho mình có eo đúng không? Yêu được chắc là được, phải hơn một năm ấy. Chị Hà Yến. Facebook em là Hà Yến ạ. Cười nhìn thấy đẹp hơn đấy. Lý do kiểu xa quá ấy. Thế cả bố mẹ em không đồng ý. Thế cả không hợp nhau á. Bình thường mà. Nhưng mà không còn cái màu gì khác á. Sáng mà nhìn như mẹ eo bánh mì ấy nhở, kinh quá. Cái này giống con ngủ nhở. Bạn nào mà cờ mới tinh là tớ chặn. À mà cái này có chặn không nhở? Chặn được. Tôi sẽ không trả lời đâu nhá. Chị năm nay 21 tuổi rồi em ạ. Mọi người cứ chỉ so là một. Cho nó kín lên nhé. Có chặn không được, có chặn được không hả mọi người? Vì là em cũng mới chơi cái này ấy, lần này mới biết từ hôm qua. Nên là chưa biết đúng nào. Đúng rồi đấy, ai muốn làm quen thì chịu khó mua quần áo à. Thì là anh mua thì anh cứ inbox ở Facebook cho em. Bộ này nhìn cứ thấy do bộ ngủ là thấy quái rồi. Bình thường mà. Không phải buông ra còn đẹp hơn ý. Quý nói. Bình thường mà. Nhờ. Buông ra đẹp hơn không? Buông ra nhìn giống mông ngủ. Đấy, sư vi này trước. À. Mai đi mặc đi biển mặc bộ này cũng đẹp.
Facebook em là Hạ Yến. Mở ngoặc order đồ ăn. Zalo cũng là Hạ Yến luôn. Mọi người tìm thấy Facebook em chưa? Không phải là không trả lời mà kiểu là nó cứ trôi nhanh quá ấy. Nhiều khi em chưa kịp đọc mà. Này, nhìn nó sau ở quê em hỏi nhắn lắm. Hả? Quê không? Cái chu này nhìn kinh à? Ok. Em chào anh nha. Ai muốn Adam Facebook thì cứ nhắn tin cho em. Vào tin nhắn Facebook ấy, tí nữa em gửi cho. Em chào anh Khánh nha. Ngắn chân chưa sợi tóc. Nhìn cho nó mặc ở trong mấy đẹp thế mà nhìn nó xấu thế nhỉ? À, tất nhiên chưa tao cái này đâu nhở? Không biết, chưa chơi đến rồi. Ông cho mình vừa tắt được mà.
Em chào anh Tuấn Nguyễn. Ngồi vào đã. Không ai khen tóc mình đẹp à? Chỉ thích khen tóc đẹp thôi. Em cảm ơn nha. Chị cảm ơn nha.